Cập nhật chiến sự Nga-Ukraine sáng ngày 19 tháng 8 Ukraine kéo dài lệnh thiết quân luật, tổng động viên thêm 90 ngày Cộng hòa xét bàn giao lô trực thăng Mi-24V cho Ukraine Canh bạc tấn công của Nga khiến nguồn lực của Moscow bị dạng mỏng Ukraine đột phá phòng thủ của quân xâm lược Nga ở khu vực Jabotin đang phá vỡ cấu trúc phòng thủ của Nga. Lữ đoàn Azov khát tiếng trở lại chiến trường quét sạch lực lượng Nga ở mặt trận Zaporizhzhia. Ukraine thành công chiếm sườn phía nam của Bakhmut. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý các thính giả đang xem tin tức trên kênh HTV News. Ukraine kéo dài lệnh thiết quân luật, tổng động viên thêm 90 ngày. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký gia hạn sắc lệnh tổng động viên và thiết quân luật ở nước này thêm 90 ngày. Trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram vào ngày 17 tháng 8, nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zelensky cho biết, sắc lệnh mới ký bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 11. Thưa quý vị, theo Reuters Chính phủ Ukraine đã ban hành thiết quân luật ở nước này vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, cùng thời điểm Nga phát động cuộc xâm lược ở bên kia biên giới. Một ngày sau đó, ông Zelensky ký sắc lệnh tổng động viên. Tháng trước, Quốc hội Ukraine đã nhất trí kéo dài lệnh thiết quân luật cho đến ngày 15 tháng 11. Nhà lập pháp Oleksii Goncharenko lưu ý, do quyết định gia hạn luật nói trên, các cuộc bầu cử vào Verkhovna Rada vốn được lên kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 10 năm nay đã bị hủy bỏ. Cộng hòa Séc bàn giao lô trực thăng Mi-24V cho Ukraine. Chính phủ Séc có kế hoạch bàn giao trực thăng Mi-24B đã ngừng hoạt động trong biên chế quân đội cho Ukraine. Điều này đã được báo cáo bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jana Chernokhovka. Báo cáo của hãng thông tấn Ukraine Jurinform, Bộ trưởng sát làm rõ rằng, thay vì những chiếc trực thăng cũ này, quân đội sát sẽ nhận được những chiếc trực thăng mới loại us 1 y Venom và as AH 1 z Viper từ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bà Chernokova lưu ý rằng, các máy bay trực thăng Mi-24B đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phục vụ lâu hơn dự kiến. Bộ trưởng nói, câu chuyện của họ chắc chắn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ tìm cách sử dụng những chiếc trực thăng này, đó là tất cả những gì tôi sẽ nói, bởi vì tôi không bình luận về nguyên tắc cung cấp cho Ukraine. Về vấn đề này, Bộ trưởng không nói rõ có bao nhiêu phương tiện sẽ được chuyển giao cho lực lượng vũ trang. Mi-24 là máy bay trực thăng tấn công của Liên Xô, nó trở thành chiếc trực thăng chiến đấu chuyên dụng đầu tiên của Liên Xô và thứ hai trên thế giới, sản xuất hàng loạt bắt đầu vào năm 1971 và tiếp tục cho đến ngày nay. Máy bay trực thăng có nhiều sửa đổi và đã có lúc được chuyển giao cho nhiều quốc gia. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện, Cộng hòa Séc đã giúp đỡ Ukraine bằng mọi thứ có thể. Trước đây, các phương tiện thông tin đại chúng đã viết về việc ngay từ đầu nước này đã bí mật giúp đỡ Kiev, nhưng sau đó không còn che giấu sự giúp đỡ của họ. Vào ngày 30 tháng 4, Tổng thống mới đắc cử của Cộng hòa Séc, Peter Pavel đã đến thăm Ukraine. Sau đó đã chia sẻ ấn tượng của ông về chuyến thăm Kiev và cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Canh bạc tấn công của Nga khiến nguồn lực của Moscow bị giàn mỏng. Quân đội Nga và Ukraine đang tham gia vào trò chơi mèo vườn chuột dọc theo mặt trận dài 800 dặm khi mỗi bên cố gắng buộc bên kia triển khai lực lượng dự trữ có giá trị và do đó mở ra những khoảng trống mới trong hệ thống phòng thủ. Mark Voiger, cựu cố vấn đặc biệt về các vấn đề Nga và Á-Âu cho tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại châu Âu, tướng Ben Hodges nói với Newsweek rằng, trong lịch sử quân sự thế giới, điều này xảy ra khá thường xuyên khi bạn gặp bế tắc dọc theo một đường biên giới mở rộng khi Ukraine tìm kiếm một bước đột phá khó nắm bắt ở phía nam Zabrychia và các tỉnh phía đông nam Donetsk. Các lực lượng Nga đang tấn công ở phía bắc Luhansk và Kharkiv. Quân đội Moscow đang hy vọng thu hút sự chú ý và nguồn lực từ nỗ lực phản công được chờ đợi từ lâu của phía Kiev ở phía nam và thậm chí có khả năng vượt qua các phòng tuyến của Ukraine và chiếm lại thành phố Kupyansk. Ở đó, Ukraine đã buộc phải triển khai các nguồn dự trữ có giá trị, bất chấp những nỗ lực không ngừng nhằm đạt được bước đột phá ở phía Nam. Sekhi Cherevati, người phát ngôn của nhóm phía đông của nhóm lực lượng vũ trang Ukraine cho biết vào hôm thứ Ba rằng các lực lượng bổ sung đã được triển khai tới khu vực Kupian các mệnh lệnh không rõ ràng ngay lập tức được đưa ra để xây dựng các hệ thống phòng thủ có chiều sâu. Cheravati nói trong một cuộc điện đàm được báo điện tử Strana.ua của Ukraine trích dẫn, các vị trí bắn của chúng tôi đã được củng cố, một số khuyến nghị về phương pháp đã được đưa ra, lực lượng dự trữ đã được chuyển giao, do đó điều này khiến kẻ thù không thể di chuyển được. Các chỉ huy Nga đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan tương tự. Moscow được cho là đã triển khai lại một số đơn vị giàu kinh nghiệm nhất và được trang bị tốt nhất của mình tới các khu vực Zabrychia và Donetsk trong những tháng gần đây, với ý định ngăn chặn cuộc phản công dự kiến của Ukraine. Cách tiếp cận của Kiev là khởi động nhiều nỗ lực thăm dò được tăng cường bởi sự xói mòn liên tục của pháo bên Nga và cung cấp các nguồn lực phía sau phòng tuyến không rõ chính xác nơi chiếc búa sẽ rơi. Giờ đây có vẻ như Ukraine đã đưa các đơn vị tấn công và lực lượng dự bị đáng kể vào cuộc đột phá cục bộ xung quanh khu định cư Robotin của Zaporizhzhia và làng Urozen của Donetsk. Điều này đã buộc các chỉ huy Nga phải dàn quân theo phòng tuyến các cuộc tấn công đổ bộ liên tục của Ukraine trên sông Dnipro, được gọi là nipro trong tiếng Ukraine cũng có nghĩa là quân đội Nga phải giữ vị trí ở bờ phía đông của con sông, mặc dù khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng và được coi là không thể vượt qua sau khi đập Nova Kharkovka bị phá hủy vào tháng 6 về việc quân đội Nga phản ứng trong một chiến dịch gần đây của Ukraine trên sông Dnipro. Ông Mark Voiger đã lưu ý rằng, ngay cả một cuộc đột kích nhỏ cũng tạo ra một lỗ hổng đáng kể trong hệ thống phòng thủ của họ ở bờ đông. Và một đơn vị liên kết với Moscow bị buộc rời khỏi Urozen trong tuần này đã nói về quân tiếp viện đã hứa không bao giờ đến. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu đưa ra bình luận. Dự kiến sẽ có những nỗ lực nghi binh và thăm dò mới khi Moscow và Kiev đều tìm cách phá vỡ một chiến tuyến tương đối tỉnh, có nguy cơ trở nên cứng rắn hơn nữa khi mùa đông đến gần. Voyager, thành viên cấp cao không thường trú tại trung tâm phân tích châu Âu và là giáo sư tại Đại học Mỹ ở Kiev cho biết, nếu họ không thể tiến tới mục tiêu chính hoặc khu vực chính của mục tiêu ban đầu, họ sẽ thăm dò ở nơi khác. Điều này đúng với cả hai bên. Voyager nói thêm Ông nói về những nỗ lực của Ukraine để tiến lên. Điều đó hoàn toàn hợp lý khi người ta mong đợi một bước đột phá quyết định. Điều mà tôi nghĩ rằng phương Tây đã quá lạc quan khi mong đợi một bước đột phá như vậy. Ông Weiger nói thêm, sẽ hợp lý nếu Bộ Chỉ huy Nga cố gắng đánh lạc hướng người Ukraine theo một hướng khác để họ có thể giảm bớt áp lực này đối với lực lượng của họ ở phía Nam. Pavel Lushin nói với Newsquid rằng việc đánh lạc hướng hoặc ghim chân kẻ thù có giá trị chiến trường rất lớn. Pavel Luzin là một nhà phân tích chính trị người Nga và là học giả thỉnh giảng tại trường luật và ngoại giao Fletcher tại Đại học Tufts ở Medford, Massachusetts. Ông nói, lợi ích chính là kẻ thù đang mất đi sự linh hoạt và cơ động, mất đi không gian để điều động. Học thuyết của Nga, ông Luzin nói thêm, ra lệnh không để mình rơi vào tình huống như vậy và không để mất thế chủ động chiến lược. Đó là lý do tại sao các chỉ huy đang cố gắng khôi phục thế chủ động bằng các hành động tấn công chiến thuật và bằng cách sử dụng máy bay, tên lửa và UAV như xa khách. Ukraine đột phá phòng thủ của quân xâm lược Nga ở khu vực Trabotino, đang phá vỡ cấu trúc phòng thủ của Nga. Cuộc phản công của quân đội Ukraine gần Robotino và Eurotani ở hướng Nam có thể có tầm quan trọng chiến thuật lớn do cấu trúc của các tuyến phòng thủ của Nga. Theo các chuyên gia ISW, tuyến phòng thủ ba lớp của Nga ở miền Nam Ukraine bao gồm tuyến đầu tiên là bãi mình sâu vài km, tuyến thứ hai tập trung pháo binh, thiết bị và nhân sự, cũng như tuyến thứ ba gồm các vị trí hậu cứ, được thiết kế để tích lũy và tiết kiệm tài nguyên thưa quý vị người ta cho rằng việc đột phá tuyến phòng thủ gần một số khu định cư có thể cho phép lực lượng vũ trang bắt đầu hoạt động những khu vực bên ngoài các bãi mìn dày đặc nhất nếu các khu vực xung quanh tuyến phòng thủ thứ hai của nga không bị khai thác quá nhiều thì điều này có thể sẽ góp phần vào một cuộc tấn công nhanh hơn của ukraine isw ghi nhận những bước tiến liên tục của ukraine ở phía nam tỉnh zaprixia xung quanh thị trấn robotin nơi giống như Urozen là trung tâm của các hành động tấn công gần đây của Ukraine. Robotin nằm gần phòng tuyến Surovikin ở phía nam Zaporizhia. Tại đây, các lực lượng Ukraine đang hy vọng chọc thủng hàng phòng thủ của Nga tiến về phía Melitopol, nơi được đánh giá là chìa khóa mở cánh cửa Crimea. Liệu đoàn Azov khách tiến trở lại chiến trường, quét rạch lực lượng Nga ở mặt trận Sabodyshchia. Lữ đoàn lực lượng đặc biệt Azov đã đăng một đoạn video quay cảnh họ hành động trên mặt trận Zaporizhia, phá hủy một phương tiện chiến đấu bộ binh của Nga. Lữ đoàn Azov của vệ binh quốc gia Ukraine đã trở lại tiền tuyến để thực hiện các hoạt động quân sự. Đại tá Mykola Yuselovych cho biết trong cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 8 tại trung tâm truyền thông quân sự theo ông Ushalovic, binh sĩ của lữ đoàn Azov đang trấn giữ các khu vực giành lại từ tay Nga và gây tổn thất nặng nề về nhân lực cũng như trang thiết bị cho đối phương. Vào ngày 15 tháng 8, pháo binh của lữ đoàn này đã phá hủy một khẩu súng cối và một phương tiện của Nga gần khu rừng Serebriansky ở tỉnh Luhansk. Đại tá Ushalovic cho biết, dịch vụ báo chí của lữ đoàn Azov cũng cho biết Nữ đoàn đang hoạt động trên mặt trận Zabrychia và đăng tải video quân đội của họ quét sạch lực lượng Nga ở mặt trận này. Azov là lực lượng chủ công của Ukraine quyết tử bảo vệ nhà máy thép Azovstan ở Mariupol sau 3 tháng giao tranh khốc liệt. Quân đội Nga cuối cùng đã kiểm soát được thành phố này vào tháng 5 năm 2022, bắt giữ lực lượng tàn quân còn sót lại. Trong một diễn biến khác, theo Newsweek, Ukraine cũng đã công bố đoạn phim mà họ tuyên bố cho thấy quân đội Nga tại một trại huấn luyện đang bị hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp nhắm mục tiêu. Đoạn video dài 94 giây từ trung tâm kháng chiến quốc gia Ukraine, bao gồm các cảnh quay bằng máy bay không người lái về cuộc tấn công cùng với chú thích bằng tiếng Ukraine mô tả những gì đang xảy ra. Video được chia sẻ trên Reddit với dòng tiêu đề trường bắn của quân đội Nga bị trúng mảnh Wolfram HIMARS M30A1. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 38 HIMARS và đạn dược. Kể từ khi bắt đầu sử dụng vũ khí vào tháng 6 năm 2022, Ukraine đã chia sẻ cảnh quay lực lượng của họ sử dụng hệ thống này để nhắm mục tiêu vào các vị trí của Nga. Ukraine thành công chiếm sườn phía nam của Bạc mất Các lực lượng vũ trang đang tiến hành các hoạt động phản công theo hướng Berdyansk. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng có thủ tại các vị trí ở phía nam Bakhmut. Tình hình ở khu vực Lugan. Trên tuyến Kupyansk-Vatop, Kremennaya, người Nga đang cố gắng tấn công. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công không thành công ở khu vực Sinkovka và Belogorovka. Quân đội Ukraine đã tiến hành các chiến dịch tấn công gần Kupian và trên tuyến Svatove krenmanaya nhưng không thành công. Vùng Donetsk, quân đội Ukraine mở rộng các hành động phản công theo hướng Bắc Mút và tiến đến sườn phía nam của Bắc Mút. Lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được những thành công nhỏ ở phần phía nam của Klyshcheyevka cách Bắc Mút 7 km về phía Tây Nam và tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía Nam của Bắc Mút, giành được chỗ đứng ở các vị trí mới. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công không thành công ở khu vực Bogdanovka, cách Bắc Mút 7 km về phía Tây Bắc và Beleya Gora, cách Bắc Mút 14 km về phía Tây Nam. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đang tiến hành các chiến dịch tấn công không thành công gần Abdiivka, Keramik, cách Abdiivka 14 km về phía tây bắc, Krasnogorovka và Marinka, cách Abdiivka 27 km về phía tây nam. Trên hướng nam, vào ngày 17 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công ở khu vực biên giới của vùng Donetsk-Zaporizhia, nhưng không tiến lên được. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công theo hướng Berdyansk. Quân đội của Nga đã tiến hành các cuộc tấn công không thành công gần Yurotani. Các lực lượng chiến đấu của Ukraine đã cố gắng tiến về phía tây nam Novoborovka. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng, quân đội của Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công theo hướng Melitopol, khu vực phía tây Zaporizhia. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến, thảo luận, đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.